Nhắc đến Bình Dương, người ta không chỉ nhớ đến đây là một trong những tỉnh thành năng động về phát triển công nghiệp, mà còn là vùng đất trù phú, khí hậu mát mẻ, được tạo bởi ba con sông lớn Sài Gòn, Thị Tính và Đồng Nai. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên mặc dù GDP nông nghiệp chỉ chiếm hơn 3%, nhưng Bình Dương có nhiều điều kiện, tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp. Đặc biệt là việc nghiên cứu ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ nhằm phát triển tốt nông nghiệp. Đây cũng là nội dung quan trọng của việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Nhận định rõ tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của nông nghiệp, tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thời gian qua, rất nhiều các doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu về khoa học công nghệ đã đầu tư tại Bình Dương, ví dụ như là Vinamit, Ba Huân, CJ Vina Agri, Unifarm, Emivest Việt Nam, Dehes, Nespice. Hiện nay, về trồng trọt, tỉnh đẩy mạnh theo hướng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ưu việt như công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm biến tự động hóa, Internet vạn vật vào sản xuất, nhằm chuyển trọng tâm từ mục tiêu sản lượng sang chất lượng và hiệu quả. Có mặt ở Bình Dương từ năm 1995, công ty Vinamit nhanh chóng trở thành tên tuổi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ khi khai thác và chế biến theo hướng organic với 20 loại rau củ quả trồng theo phương pháp hữu cơ sinh học, đảm bảo chất lượng không phân thuốc. Tất cả các sản phẩm của công ty cổ phần Vinamit đều có là cái nhật ký ghi chép từ ngày sản xuất cho đến ngày thu hoạch, sản lượng thu hoạch, ngày đóng gói và cái hạn sử dụng. Nắm bắt rõ xu hướng phát triển ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nên Vinamit Organic Farm còn chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Tại đây, Vinamit dành hẳn một phòng nghiên cứu vi sinh có lợi để cân bằng, chống lại vi sinh có hại trên đồng ruộng, tự nuôi bể dinh dưỡng cho đất, cùng hệ thống máy ly tâm chuyên tách nước để thành dạng vi sinh vật cô đặc và đem sấy. Hệ thống máy sấy lạnh kết hợp rất nhiều ứng dụng công nghệ kỹ thuật, từ điện khí lạnh cho tới điện toán, chân không, chính là một trong những điểm sáng để đưa Vinamit đến gần hơn với người tiêu dùng trong suốt những năm qua. Bởi hệ thống này đáp ứng được yêu cầu sấy sao để có thể giữ được sự sống còn nguyên vẹn tất cả những vitamin, vi lượng ở trong sản phẩm đó, giúp cho nông sản sau sơ chế vẫn như mới hái từ vườn trồng. Khẩu hiệu của cái Vinamit Farm thuộc công ty cổ phần Vinamit là từ cái farm cho tới cái bàn ăn là cái sản phẩm nó phải sạch, xanh và luôn luôn tươi mới. Vì có như thế thì nó mới làm thay đổi được cái sự sống của người tiêu dùng. Một trong những điểm nổi bật tại Vinamit là việc chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ đã được chứng minh bằng nhiều sáng chế trong lĩnh vực công nghệ đông khô. Nghiên cứu điều chuyển từ thể lỏng sang bột nhưng vẫn giữ tính nguyên bản và đơn chất của nguyên liệu. Với khát vọng đưa nông sản Việt vươn tầm ra thế giới, Vinamit đã áp dụng công nghệ sấy đông khô này cho các loại trái cây, rau củ quả, nước mía lên men. Hiện nay, Vinamit sở hữu 4 bằng sáng chế Mỹ và nhiều đơn sáng chế giải pháp hữu ích tại Việt Nam và quốc tế cho giải pháp công nghệ liên quan đến chế biến nông sản. Thì về phía công ty nhận định là về sản xuất, nếu được cái áp dụng cái công nghệ cao thì nó sẽ giúp cho cái người sản xuất là kiểm soát và quản lý được cái quy trình sản xuất từ lúc mà gieo trồng cho đến thu hoạch cho đến là đóng gói và cái thành phẩm mà ra thị trường. Với lợi thế mô hình hữu cơ tuần hoàn công nghệ cao, Vinamit sở hữu nhiều ưu thế và tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp kiểu mới. Vào tháng 4 vừa qua, nhóm chuyên gia Trung tâm Phát triển Nông thôn Semaun Undong làm việc với lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bình Dương và huyện Phú Giáo về việc triển khai mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi khảo sát và làm việc với nông trại Vinamit Organic Farm, đây sẽ là điểm dự kiến thí điểm triển khai mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao theo định hướng làng thông minh trong thời gian tới. Không có tuổi đời lâu dài hay sự bề thế về quy mô, nhưng aquaponics được xem như là một dạng mô hình kép tuần hoàn trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ. Hiện nay, mô hình này có thể áp dụng thành trang trại hoặc trong những gia đình ở thành phố, khu vực có diện tích đất hạn chế. Điển hình như aquaponics Tomochen, một trang trại nhỏ trồng rau đủ loại và nuôi cá sạch theo công nghệ aquaponics ngay giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một.
của vợ chồng anh Đặng Đức Hiếu và chị Huỳnh Thị Tú Thuyết. Tại đây, cá và rau sẽ được nuôi trồng trong cùng một hệ tuần hoàn. Cá ăn thức ăn và tạo ra chất thải trong nước. Nước có chứa chất thải từ bể thủy sản được đưa vào hệ thống lọc cơ học và vi sinh. Nhờ sự tham gia của vi khuẩn có lợi sẽ biến đổi nước thải từ bể thủy sản thành chất dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho cây trồng phát triển. Sau đó, nước được dẫn vào các bể trồng rau. Cây rau hấp thụ dưỡng chất trong nước rồi lọc sạch nước và cung cấp ngược lại cho bể cá. Đặc biệt là nguồn nước của mô hình này có thể được tái sử dụng vô thời hạn và chỉ cần thay thế khi bị bốc hơi. Cái mô hình aquaponics này của mình thì bây giờ là ở mức độ là công ty rồi. Thì ở mức độ lên trang trại ở quy mô công ty. Còn đối với gia đình thì mình cũng có làm các cái hệ nhỏ cho gia đình từ 4 đến 6 người trong một gia đình cũng có thể sử dụng cái hệ aquaponics mini. Aquaponics là mô hình vừa tiết kiệm chi phí phân bón và nguồn nhân lực, vừa tạo ra rau, cá an toàn và đạt năng suất cao. Hiện tại, trang trại có khoảng 30 loại rau với hơn 10 loại cá. Giá rau bình quân vào khoảng 70.000 đồng một ký, nhưng không đủ bán vì nhu cầu tiêu thụ rau sạch của người dân khá cao. Cái sản phẩm chủ lực của farm hiện nay là gồm có là cá cảnh, các loại rau, tinh dầu. Cái thị trường tiêu thụ chính của farm hiện nay là các cái hộ gia đình. Mình thì chưa có phân phối qua các kênh bán lẻ. Mục tiêu của Aquaponics Tomogen là mong muốn sẽ cung cấp hệ thống Aquaponics Mini cho các gia đình để mỗi người có thể tự trồng rau nuôi cá tại nhà một cách hiệu quả nhất. Không chỉ trồng rau nuôi cá mà tại Aquaponics Tomogen còn lắp đặt vận hành hệ thống chiết xuất tinh dầu các loại như tinh dầu xả, bưởi, trầm hương, cam, bạc hà và là nơi thường xuyên tổ chức các buổi tham quan trải nghiệm tại farm dành cho các trường học, cơ quan, khách du lịch. Được xem như là khu nông nghiệp công nghệ cao điển hình, Unifarm, thành viên của tập đoàn UNI, tọa lạc tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích hơn 411,75 hectare. Cây trồng chủ lực tại đây là dưa lưới, chuối, mang thương hiệu Dole và Unifarm, cùng nhiều loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao như nhãn, ổi, lựu. Unifarm còn phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu về công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, chế biến để khai thác tối đa giá trị nông sản. Công ty cổ phần nông nghiệp UNI chính thức đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái từ năm 2010. Từ thời điểm mới thành lập thì chúng tôi gặp những thuận lợi, đó là sự ủng hộ sâu sắc của Ủy ban dân tỉnh Bình Dương, các cấp các ngành của tỉnh Bình Dương và cái thổ nhưỡng của cái vùng đất An Thái là rất là phù hợp để canh tác nông nghiệp mà đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với quy trình kỹ thuật chăm sóc chuối nghiêm ngặt không thua kém các ngành sản xuất công nghiệp để duy trì chất lượng tiêu chuẩn Global Gap, tại nông trường thì chuối đạt độ chín theo quy chuẩn sẽ bắt đầu được thu hoạch và chuyển bằng hệ thống rồng rọc về nhà kho trung tâm. Tại đây, chuối sẽ tách nải theo định lượng nghiêm ngặt để chuyển qua hai bể rửa rồi hong khô bằng quạt gió, sau đó phân nhánh, dán nhãn và đóng gói. Đối với dưa lưới, Unifarm ứng dụng công nghệ nhà kính với hệ thống tưới nước và bón phân được lập trình tự động, theo dõi sát sao để kiểm soát lượng tưới cũng như số phân bón tưới ra. Mỗi năm, cây dưa lưới thu về khoảng 100 tấn mỗi hecta. Không chỉ chú ý về khâu sản xuất, Unifarm còn chủ động đến việc tổ chức dịch vụ du lịch tri thức nông nghiệp và tư vấn nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện cho các bạn trẻ với mong muốn được trải nghiệm, làm việc và hòa mình trong không khí nông nghiệp tại Unifarm. Song song với hiện đại hóa quy trình trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi là thế mạnh của nông nghiệp Bình Dương cũng có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Nhiều mô hình trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được thành lập, tạo nên chuỗi cung ứng có giá trị kinh tế cao. Điển hình như trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, tọa lạc tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Diện tích nơi đây là 471,86 hecta với tổng đàn hơn 1.000 con bò sữa được nhập khẩu 100% từ châu Âu và sẽ sớm nâng số lượng đàn lên hơn 3.000 con. Đây là trang trại chăn nuôi được đầu tư xây dựng và áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại như công nghệ thông tin với phần mềm quản lý đàn và điều hành trang trại, công nghệ chuồng trại và hệ thống phần mềm điều khiển môi trường khí hậu trong chuồng được kiểm soát bằng máy đo cùng phần mềm quản lý có tác dụng cân bằng nhiệt độ trong chuồng trại,
ở một mức phù hợp. Về áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa thì mang lại lợi ích rất là to lớn cho doanh nghiệp. Cụ thể luôn là chi phí sản xuất sẽ thấp hơn, chất lượng khai thác sữa luôn luôn được ổn định ở mức cao, và từ đó doanh nghiệp có thể hạn chế được những chi phí không cần thiết, và chất lượng sữa ổn định thì sẽ đưa ra thị trường được cái giá cao hơn và luôn luôn đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Mỗi chú bò sữa tại trang trại đều được gắn chip điện tử để theo dõi quá trình hoạt động, sức khỏe sinh lý nhằm xây dựng khẩu phần ăn phù hợp theo từng thời điểm, lứa tuổi. Bò được tắm phun mưa theo công nghệ tiên tiến nhất, từ đó góp phần kiểm soát an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi được tốt hơn. Công nghệ phối trộn hỗn hợp và máy trộn rải thức ăn hỗn hợp theo chỉ số quy định bởi phần mềm quản lý dinh dưỡng, giúp người quản lý ra quyết định chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng lứa tuổi bò và từng nhóm bò cụ thể. Hệ thống xử lý phân tự động để mang đi bóc tách, góp phần đảm bảo môi trường trong chăn nuôi. Trái tim của trang trại nơi đây chính là hệ thống vắt sữa tự động, nơi phát hiện, phân loại những chú bò có vấn đề về sức khỏe một cách nhanh chóng và chuẩn xác để chuyển giao sữa đạt chất lượng cho hệ thống làm lạnh tự động. Ngay từ khi mới bắt đầu thì lãnh đạo tỉnh cũng hết sức là quan tâm, và cụ thể luôn là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là các ngành các cấp, và trực tiếp nhất là bên thú y cũng như bên Sở Nông nghiệp đã hết sức hỗ trợ chúng tôi trong toàn bộ cái quá trình là xây dựng dự án và triển khai tất cả các công nghệ. Thì chúng tôi cũng đã được hỗ trợ rất nhiều, cụ thể như là về vấn đề ưu đãi về thuế, cũng như là tạo được hành lang pháp lý hết sức là thông thoáng để chúng tôi có thể nhập những cái máy thiết bị về và được lắp đặt, vận hành hết sức thuận lợi, không gặp bất cứ khó khăn gì. Ngoài trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao thì các trại gà thông minh cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều. Riêng năm 2021, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 146 trang trại đầu tư chăn nuôi gà giống, gà đẻ trứng và gà thịt với tổng đàn trên 8,4 triệu con, chiếm 65% tổng đàn. Trong đó, mô hình trang trại nuôi gà theo kỹ thuật trại lạnh đã khá phát triển bởi đặc tính ít rủi ro, mang đến năng suất cao, đặc biệt là giảm thiểu tối đa những tác động đến môi trường trong quá trình chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với trại gà đẻ trứng Lưu Thị Ân tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, thì hệ thống chuồng trại ở đây chia làm nhiều block. Với mỗi block trại có thể nuôi khoảng 20.000 con gà. Bên trong trại được thiết kế hệ thống làm mát bằng hơi nước, với các tấm làm mát được bố trí ở đầu trại. Ở phía cuối trại sẽ có hệ thống quạt hút để hút hơi nước, làm mát toàn khu vực. Như vậy, ưu điểm của kỹ thuật này trong quá trình chăn nuôi hầu như không có thải ra nước thải, đối lập hoàn toàn với kỹ thuật nuôi chuồng hở, thải ra rất nhiều nước thải trong quá trình vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh đó, hệ thống uống nước tự động cùng cám ăn thích hợp khiến gà chỉ dồn năng lượng vào việc tạo trứng. Không dừng lại ở việc nuôi gà lấy trứng, trại gà Lưu Thị Ân còn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề phụ phẩm từ quá trình chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, doanh nghiệp đang được Bộ Khoa học Công nghệ xem xét hỗ trợ thực hiện dự án, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, sản xuất phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh từ chất thải và phế phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn 2016-2025. Mục tiêu xây dựng dự án thành công mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt, chất thải nông nghiệp tại tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn theo quy định tại QCVN 01-189 phiên bản 2019 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhìn chung, việc nghiên cứu ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào nông nghiệp đã mang đến cho Bình Dương những điểm sáng đầy hứng khởi, bởi không chỉ tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp mà còn là giải pháp tích cực bảo vệ môi trường, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập cho người nông dân. Có thể nói, việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp là yếu tố cần và đủ để góp phần đưa nền kinh tế Bình Dương phát triển bên cạnh nền công nghiệp. Đây cũng chính là đòn bẩy sẽ giúp tỉnh Bình Dương sẽ trở thành một trong bốn trụ cột không thể thiếu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.